Rồi, xin chào mọi người. Mấy hôm rồi em có đi du lịch nên là cũng hàng về rất nhiều nhưng mà cũng không có bán được hàng. Đấy, thì hôm nay em lên cái video đấy, rất nhiều món đấy các bác. Đó, rất nhiều thể loại đấy, từ em bê kìm kim kìm điện rồi là đồng hồ kim đồng hồ điện đấy, rồi máy đo điện trả cái điện đấy, rất nhiều cái loại để mọi người lựa chọn mỗi người một lĩnh vực. Đấy, thì hôm nay cũng có cái bộ test này mới mới làm cái bộ test, cái này của Nhật nữa các bác, rất chuẩn đấy. Nó tích hợp cả volt này, ampe này, rồi watt này, đấy, rồi tiêu thụ, nó giống như cái công tơ điện vậy á. Đó, cái này là của Nhật chứ không phải của Trung Quốc nhá. Đó, đây em mua bên Nhật này, nó thực tế này. Đó, cái này nó cái đo ampe nó tích hợp sẵn ở trong này nhá, cái đèn cao su nó tích hợp sẵn trong này. Thế nó không giống như cái của Trung Quốc, nó có một cái vòng tròn, và để nó đút cái cuộn dây, nó đút qua một cái dây này này, thì cái đấy nó sẽ không chuẩn như cái này. Đó, cái này thì nó tích hợp sẵn ở trong này rồi. Đấy, thì em làm ở đây để cho mọi người tiện cho sách. Đó. Rồi, cái đầu test em có nhiều lắm. Đấy, thì đầu tiên em có cái máy kìm này, máy kìm kim của thương hiệu Kyujitsu, model là 2608. Đấy, 2608 nha. Đấy, cái này mã số 1, bán thành nhĩ 200k. Đó, cho bàn nha các bác. Đó, thì cái này nó em đo thấy điện và độ ôm không có chuẩn. Đấy, nên là em không có, em chỉ có bán cái này có một cái tính năng là đo ampe thôi nha, một tính năng đo ampe thôi. Đó, chỉ có một thân máy như này đo ampe thôi. Đó, còn đo điện với này đo ôm không chuẩn thì mọi người về sẽ tránh cái gì đó thì em biết, còn cái này chưa sửa chữa nữa các bạn. Đó, cũng rất mới. Đấy, có rất mới nha. Cái này thấy em thấy nó sai thì thôi em bán thành lý luôn. Đấy, thành lý đầu video đây, thì cái này em cũng chắc cái này nó hơi xa tí thì em cứ kẹp ở đây cũng được nha. Đấy, kẹp đây cho mọi người theo dõi hai cái đồng hồ này. Đấy, để em zoom lại tí nhá. Đó, nét chưa? Đấy. Đây, cái này. Chủ yếu là cái này này. Nó hơi lóa nhỉ. Đây, này cho dễ. Đó, để coi nha. Đấy, điện em rất khỏe. Hiện tại 226V này. Đấy, cái máy kìm. Đây nha, cái máy sấy em bật nha. Đấy. Đấy. 4.1A. 4A, 4.1 cơ được chiếc. Đó, ha. Đấy. Nè, 4A này. Bây giờ nó chạy đến đây này. Cái vạch này, đấy, 4 này, 40. Tại mình đẩy cái thang 6 mà. Thang 6 ở đây thì mình lấy cái thang 60 này này, chia cho 10, 40 tức là 4. Ha. Anh em bật lại nha các bác. Này. Nó hơn 4 một xíu này. Đấy. Đó, cái máy sấy là 900W, cái này 1000 này, nó báo này, cái máy sấy 900W này. Đó, này rất chuẩn nhé các bác, Nhật mà. Đó. Rồi, cái này mã số 1 nha các bác, 200k. Đấy. Rồi, cái thứ hai nha các bác. Đó, cái thứ hai một chiếc đồng hồ mini Kaiser. Đấy, thương hiệu Kaiser model SK650. Đó, coi cái này mới nha các bác, chất mới. Đấy, cái này mã số 2 400k nha. Đó, cái này chất mới này. Đấy. Đây các bác coi nha, Kaiser Yaman này. Đó. Chất mới nha. Đấy, em để này để em các bác xong mình gài nó vào như này. Lát em xong mình gài này. Để này các bác mở cho các bác cho nó nhanh. Đó, đây này. Đấy. Đó, đây đầu mạ vàng này. Đấy. Rồi cái này thì nó đo điện AC DC tới 600V nha. Đấy, đo ôm nó thông mạch, đấy, đo diốt. Rồi đo thông mạch có còi bíp này. Đấy. Rồi, đó đo ôm nó thông mạch cho bên này. Đấy, cái này chuyển chế độ này. Đấy, auto số thập phân này. Đấy. Diốt này, đấy, đo thông mạch này. Đó. Rồi, đầu tiên em sẽ test đầu tiên tắt nha. Đấy, đo ôm này các bác nha. Đấy, đo ôm này. Rồi, để em zoom lại. Đấy. Đây, bộ test. Rồi. Cái bộ test này thì em cũng làm bộ test mới rồi. Đấy, mà đang làm rõ chưa có bỏ ra đây. Đấy, cái này tại đây nó nhiều đồ nên nó không có chỗ để mấy mà. Đây, nhiều đồ quá. Rồi. Nhà ma đo ôm nha các bác, đấy đo con điện trả 10 ôm này.
Đấy, nó đang lấy mẫu. Đó, 9,7, 9,8 ôm nha. Cái này nó có cái siêu nó chưa bóc này, thành ra là nó cứ mờ mờ này, nó về nó bóc nha. Tại cái này nó mới mà, tại cái siêu chưa bóc. Đấy, cái này chưa bóc nữa. Về nó bóc hết này, bóc hết là nó đẹp lắm, nó mới. Này chưa có bóc. Thành ra để nó cứ mờ mờ. Rồi, con này 2K2 nha. 2.17 á. Đó, 2.17 này. Con này 59,7 này. Đấy. Rồi, đo 59,5 đó. Làm cái nó có số tròn luôn, em làm đang làm cái bộ test nó có số tròn luôn cho nó các bác dễ nhìn. Rồi, đó đo diode này. Diode chỉnh này, đó diode nha. Đấy. Diode này. Rồi, chiều lên này, chiều này không lên này, đấy. Rồi nó thông mạch có còi bíp này. Đấy, còi bíp nha. Đấy. Rồi. Đo điện DC. DC này, cái này DC cái này 10V này. Đó 9,7 này. Cái này 1.5 này. Đấy 1.6. Ok chưa? Rồi. Đo điện AC nha. Đấy AC này. Đây, AC của em nó đang là 227V. Đấy điện rất khỏe nha. Đấy nó đo được 226. Ha. Trong nó chênh lệch 1V không đáng kể. Đấy, 226 này. À, đấy. Đó, 226, ok chưa? Đấy, rất chuẩn nhé. Rồi. Cái này mã số 2 400K nha các bác. Đấy, 400K. Rồi. Đó, đồng hồ này rất mới nha các bác, đó, còn nguyên siêu chưa bóc này. Đấy, K nha, thương hiệu K Nhật Bản nha. Rồi. Tiếp theo nhé. Tiếp theo là một cái số 3. Số 3 là model là Hiuki này. Model là 3261 này. Đấy 3261 nha. Đó các bác nhìn này. Đấy, cái này mã số 3 là 900 nha các bác. 900K. Cái này thì có máy và dây nha. Đấy dây này. Máy và dây nha. Dây Nhật mới nha. Dây Nhật mới. Đó. Rồi, cái này thì model 3261, 3262 thì em bán rất nhiều các bác nên em cũng giới thiệu sơ qua thôi. Đấy mà cũng tháo thì cũng chỉ là đằng sau chỉ là pin thôi nên em cũng không có tháo làm gì nha các bác. Thì những cái đồng hồ này nó nhiều cái em mới tháo rồi đấy. Còn em bao zin nha các bác, bao zin hết đấy này, rất mới này, gọn rất mới nha, đó rất mới nha này. Đấy rất mới. Rồi để em test nha các bác. Đầu tiên là test 5A đi. Đấy test 5A nha. Rồi để đây gạt sang đây là volt này. Đấy volt này là 5A này, đằng này nó ôm này. Đấy rồi đo ampe thì tại giữa nha. Đấy kẹp vào đây các bác, về các bác đo ampe nha. Thì điện gia đình nhà các bác, ví dụ điện gia đình nhà các bác là cái dây đôi như này đó, thì các bác đo ampe thì các bác sẽ kẹp vào một cái dây này nha, một trong hai cái dây này, chứ các bác kẹp cáo như này là nó sẽ không lên ampe nha các bác. Kẹp cáo này nó không lên đó, kẹp như này nó không lên, nó chỉ kẹp một trong hai dây thôi đấy. Chứ nhiều nhiều bác mà mua về mà chưa biết sử dụng á, nói chung là thích dùng để tìm hiểu lò kia chứ biết sử dụng thì các bác để nó kẹp như này thì nó sẽ không có lên nhé các bác. Đó các bác phải kẹp vào một trong hai dây như này đó thì nó mới lên. Đấy. Rồi thì em sẽ test ampe nhé các bác. Đấy kẹp đây. Rồi đó các bác nhìn hai cái đồng hồ đấy so sánh nha, rồi nó chạy làm sao nha. Đấy rồi, em cho ở đây nó dễ các bác dễ nhìn thôi. Đó em bật nha. Đấy, 401A. Đấy, nếu như mà các bác mà đo ampe mà nhỏ hơn 10 ampe, các bác muốn nó chuẩn thì bác ấn vào đây. Đấy, ấn này thì nó sẽ ra cái chỉ số nhỏ. Nó sẽ chuẩn hơn. Còn trên 10 ampe thì các bác nhả nó ra. Đấy thì nó sẽ đo cái mẫu trên 10 ampe. Đấy, ví dụ như cái này cái máy sấy của em là dưới 10 ampe. Cái này nó dao động khoảng 4A nha. Thì nó ghi là 1000W của Philips này, nhưng nó được 900 mấy gần ngàn. Đó cái này nó báo watt này. Watt này, ampe này. Ampe này, watt này. Đây điện tiêu thụ này. Đấy, ví dụ thế. Đây nha, bật nha. Đấy, thấy không? Đó, 4.2 này. 4.01 này. 4.19 này. Đó, để 10 mA. Đó, để dưới 10 mA nó sẽ báo cái chỉ số rất chuẩn. Còn báo như này. Đấy, như này thì nó sẽ là trên này. Đấy, à, ok chưa? Đó này có cái so sánh rồi các bác, kiểm so sánh nhé. Rồi
ampere rồi đến đo ôm và đo điện nha các bác. Đấy thì đây cái dây này này, cái dây em vẫn bán 80.000 này, cái này em bán 80.000 rất nhiều nhưng mà đấy, mà rất chuẩn, mà dây đa năng đồng hồ nào cũng được hết đó. Thì cái này máy này kèm cái này nha, em sẽ lấy cái dây và em có sẵn để em đo nha các bác. Đấy rồi đây đã sẵn rồi. Đấy thì nếu mà đo ôm nha, đây cái dây đen thì các bác cứ cắm ở đây. Đấy, cắm đây nha, rồi đo ôm, đo ôm thì các bác cắm cái dây đỏ sang bên này, đo điện thì các bác cắm dây đỏ sang bên này nha. Đấy, giờ đo ôm cắm bên này, rồi mình chỉnh về ôm này. Đấy, chỉnh về ôm này, đo ôm và đo thông mạch ấy. Đấy cái này đa số chỉ để đo thông mạch thôi. Đấy nó lên này ha, đấy nha, đo ôm này. Đấy ha. Nó nhiều đồ hơn, nhiều đồ quá, thông cảm. Đấy, đấy. Rồi vậy bao gồm nó thông mạch thì nó chỉ này nó lên thôi đó, vậy thôi. Rồi đo điện nó cắm bên này. Đấy rồi chỉnh cái sang vôn này, chỉnh sang vôn nha. Đấy rồi đo điện này đó, đây nhá, điện điện này nha, đó dí điện nha. Đó 227V ha. Này, 227 này, 228. Đấy. Nó chỉ chênh lệch nhau 1V thôi, cái nào nó có chung sai cũng hết. Ok chưa? Nè. Đó. Này. Đấy nó nhảy nhảy nhảy, đó. Đó nó dao động điện. Đó, ok nha. Rồi rút ra. Rất chuẩn nha các bác. Rồi. Cái này thì chỉnh mấy cái giá trị số của nó thôi. Đấy các bác về tìm hiểu thêm. Đấy. Rồi cái này mã số 3900 nha, máy và dây, máy và dây. Đấy rồi tiếp theo là mã số 4. Đấy mã số 4 là một chiếc đồng hồ ampere nha, Kyojitsu. Đó model là 2017 này. Đấy các bác coi một vòng nha. Đấy. Rất mới nha các bác, cái này rất mới á. Đó, cái bên này. Đấy mà nhìn nha bên nha. Đấy. Đấy, cái này rất mới, rất đẹp. Có bao da đầy đủ. Đó. Để xem mà có tháo được không, tháo các bác coi luôn. Đây. Hộp của nó đây. Đấy, cái này mã số 4 1.000.000 nha các bác, hộp rất đẹp. Rồi dây này, dây zin nha, dây zin Kyojitsu nha. Rồi hướng dẫn sử dụng này, đó đầy đủ nha, dây zin này, đó dây zin của nó nha, này. Kyojitsu nha. Đấy rồi để mà sẽ tháo luôn nha. Cái nào mà nó có tháo mà để nhìn bên trong được thì em sẽ tháo, còn cái mà tháo mà chỉ nhìn pin không thì lúc mà ít máy thì em sẽ tháo, còn nhiều quá là thôi em tháo. Nhiều quá tháo thì mất thời gian của các bác. Cái này nó bên này, cái này đấy là em tháo này. Đấy rồi đó các bác coi nha, cái nào tháo được em tháo đó. Đấy ok chưa đó. Đấy. Đấy tại mỗi lần tháo ra nó vào nó lâu rồi, để em tắt đi cho nó mất thời gian đấy các bác. Đó mắt được nha. Đó còn nếu mà các bác thay pin nha, các bác thay pin thì các bác cần tháo một cái này thôi. Mở máy thì bắn về tháo hai góc này, còn thay pin các bác chỉ tháo một góc này thôi. Đó tháo góc này thôi nha. Đấy. Đó đấy cục pin 9V nha, pin 9 mana vẫn pin gì của nó nha. Đó thay pin thì tháo cái này thôi, đó, lắp vào. Đó rồi chỉ có tháo máy thì tháo góc này, còn thay pin thì tháo cái này thôi nha. Đấy rồi
Đó, bây giờ em sẽ test ampere nha các bác. Đó, để thang 200A nha. Đó, 200A này. Này. Đó, các bác để ý nha. Hai cái đồng hồ nha. Cái này volt này, ampere này. Đó, cái này ampere nha. Thì để lên hơi xa. Đó, tí em cho đây lát các bác cứ nhìn nha. Rồi, em bật này. Đó, 4.1 sao. Rồi, 4.1 này. Đó, ok chưa? Đó thì để đâu cũng được hết, để đó cũng được, để đây cũng được. Đấy, em be mà. Đó, rồi, đó các bác coi nha. Đấy. Đấy. Thấy không? Đó các bác kẹp nó phải kẹp chặt mà nhé, nhiều khi nó bị nóng nóng này, nóng không cần. Đấy, và nó bị kê cái dây mà nó không khít được vào, nó không chuẩn, nó bị kẹp sát vào nhau mới chuẩn nha. Đó thì bắt đầu đo điện nhé, đo điện đo ôm là thôi đo điện đi. Đó, đo điện thì điện gia đình mình là thường là 200, hơn 200V thì mình để thang 600 nha. Đấy, thang 600. Rồi, đó đây dây zin nó nhá, dây zin này. Để em lấy cái dây em đo cho tiện thôi, đánh dây này nó dễ cắm. Đó là điện này, điện nô mình cắm vào đây hết. Đấy, ở đây cái này nhé, cái này thì cái chân của nó này, cái vòng nhựa nó bị vỡ rồi, vỡ bền, nó không ảnh hưởng cả nhé. Nó đo cái vòng đồng này, cái vòng nhựa bọc ngoài này, nó không ảnh hưởng. Đấy, có làm sao nói vậy nhưng có về các bác này bảo là nó bị cái đấy mà không có nói, các bác không có biết. Tại cái này các bác không chỉ, các bác không nhìn thấy nên em phải chỉ để các bác nhìn thấy nha. Đấy, cắm bình thường hết. Rồi, đo điện rồi, 600, để 600V nha. Rồi, các bác để ý nha, điện 227V này. Đó, cái này này. Đấy, 228. Thấy không? Đó. Nói chung là điện nó chênh lệch nhau 1V, không đáng kể. Đấy, ok chưa? Lúc này nha. Rồi, đo lại này. Đấy, 228, 227. Đó. Rồi. Rồi, đo ôm nha. Đo ôm này các bác để sang 200 ôm này. Cái này nó có còi tít luôn á. Cái báo còi này. Ở đấy đúng rồi. Còi này. Đó, còi tít. Đấy, đo vừa đo thông mạch vừa có báo đấy. Nó còn tít vậy thôi, đo ôm nó chỉ vậy thôi. Nè, đo ôm này. Đó, 10 ôm ha. Đấy, 10 ôm này. Đó. 10.2 này, đó, cái này nó rất chuẩn nha các bác. Đấy, đo rất chuẩn đấy. Rồi. Đó, một chiếc đồng hồ Kyojitsu Margin Japan nha. Đó, Japan 1.000.000. Đấy, hộp da rất xịn sò, rất đẹp. Đó, đo rất chuẩn nha các bác. Đấy, nay em có đồ để cho các bác đối chiếu soi sánh. Đấy, dây zin nha. Rồi, dây zin với cái sử dụng đều. Rồi, tiếp theo là một chiếc đồng hồ Saloa nha các bác. Đó, chiếc này là rất độc nha. Đấy, model là EM01. Đó. Con này đo được điện ACDC tới 1200V nha. Đấy. Nó có thang đo là đo tới X1M luôn. Đó, thang đo X1, X10, X100, X10K này, X1M này. Đấy. Nó có rất nhiều tính năng nha các bác. Đó, các bác coi một vòng nha. Đấy. Rồi. Đó. Đây. Rồi em tháo cho bác coi nha. Đấy, coi bên trong. Đấy. Rồi bên trong nó nha. Đây nó dùng cục pin 1.5V và hai cục pin 1.5V ở đây nha. Đấy, pin 1.5. Thay pin mới hết rồi. Đó, thay mới hết rồi nha. Cầu chì dự phòng này. Đấy, các bác coi nha. Rồi. Đó. Đó, những con điện trở lõi này. Rồi điện trở dưới, vừa trên vừa dưới luôn. Đấy. Rồi, sai rồi. Đó. Con này Sanwa nha, dây nha, dây zin Sanwa nha.
Cái này nó nằm trong một chiếc túi này nha. Rồi cái này em tặng kèm. Tặng kèm một cái bao chống sốc nha. Bao chống sốc, cái này cũng của hàng nội địa Nhật á. Bữa trước tôi mua mấy cái đồng hồ mà nó bị hư á, em tháo em bán xác, còn em giữ lại cái vỏ này này để khi nào có cái nào vừa em tặng, cái nào vừa luôn đấy các bác. Đấy, đút ra lên vừa luôn đấy. Nhưng mà này em không có đút. Đó, đó, đầu nào cũng vừa hết. Ấn cái nó xuống, lúc tháo nó khó, mất công. Nên em để ngoài này, chắc nó nhanh nhá. Về rồi các bác rút sau nha. Đó, rồi có cái vỏ này nữa này. Đấy, rút cả dây ở đây, đi sách. Rồi, cái này mã số 6 1,2 triệu nhá các bác. Đấy. Rồi, hai cái vỏ này. Dây này. Đó. Rồi cái này rất đẹp nha. Bao da rất xịn xò nha. Đấy, bao da này. Đó. Rồi. Cái này thì để em test tính năng của nó nha. Đấy. Đây là dây zin này. Đấy. Rồi, để zoom nó lại. Này nó nhiều đồ này nha, phải để cái độ phân giải nó lớn đi xong rồi đâu con gió không? Là cái zoom nữa. Rồi để em cho nhỏ lại em test điện trở cho các coi nha. Đó, test điện trở trước rồi tí mà test điện. Test điện mới cần những cái kia thôi. Rồi, cắm con này. Đấy. Rồi. Đó, các bác mà đo cái điện mà trên 300V nhá thì các bác cắm vào cái cổng này, rút cổng nó nha, cắm ở đây. Còn dưới 300V các bác cứ cắm ở đây bình thường nha. Đó. Rồi. Dây nha, dây zin này. Đấy. Rồi để em đo ôm trước nha. Để thang X1 này. Đó nó nhỏ lại tí. Đấy, thang X1. Rồi chỉnh kim. Kim phải không nha. Xem cho nó đỡ lóa. Đấy. Mình đã nói này. Rồi. Rồi, đo con điện trở 10 ohm nha các bác. Đấy, 10 ohm. Rồi các bác thấy chưa? 10 ohm nha. Rồi, đo con này X10K này. Rồi, con này là 2.17 nha. Đấy, thôi X10 thì nó mới đo con này, nó về số 1 này. Đó, về số 1 này, X10 mà. Rồi, X100 mới đo con kia. X100 này. Đó, con này 2.17 này. Đó, 2.17 nữa nha. Rồi, X10K. Rồi, chỉnh được không? Đó, đo con này 59.7 này. Đấy, 59.7 nha. Đó, 60 á, gần 60, 60 đó nha. Rồi, XM thì nhiều lắm. XM cầm tay cái nó lên hết kim luôn. Đấy. Con này XM nó đo mắc tới 1000 mê ôm luôn. 1000 mê ôm luôn. Đó, cái này thì không có cái con nào đo bằng đó. Rồi, đây nhá. Nó ghi đây này, đo mắc hết của nó là 1000 mê ôm. Này đo điện trở rất cao nha. Này dùng cho bác chuyên điện tử. Đó, cái này nó có cái dân kim này. Đó, bật cái nó dân kim. Để mình đo âm dương ấy. Âm dương. Đó. Rồi, đo điện DC nha. Đấy, DC để 3V này. 3V đo của pin 1.5 này. Đấy, 1.6 nha. Rồi, 12V này. Ở đây. Đó, cục pin 9.8 10V này. Rồi 30 này, 30 thì nó lên thế là phải thôi. 120 này, đó là cho nhích kim mình biết là nó còn cái tính năng đó thôi. Đó. Thì em lấy mấy cái đồng hồ đây đo để trả cái điện em phóng điện cho các bác coi. Rồi, đo điện AC nha. AC để thang 300 nha. Đấy, AC này. Rồi, AC đấy. Rồi. Các bác thấy điện em nó khỏe không? 228V này. Đấy, đang 228V nha. 29. Đây em đo nha. Đo điện này, cắm điện này. Đấy, 229, 230 giờ. Đây 225 là cái vạch này nha. Sang đến đây là 230 nha. Đó. Thấy không? Đấy. Đấy, các bác coi chưa? Đó. 225 là cái vạch này này. Đó, còn sang đến đây là 230 này, nó chưa tới đây là 229 này. Đó, chẳng đâu.
Đây em có cái đồng hồ này để cho các bác so sánh đấy, 228 này, đấy các bác so sánh những cái giá trị khi mà đo điện, nó có điện này, đo ampe, có ampe này đấy, và nó báo cả công suất watt nó luôn này. Đấy, cái này là cái tiêu thụ điện đó. Ok nha. Rồi rồi quay lại cái video này, nó nhiều đồ nên em test chi tiết nó hơi lâu lắm. Lát em bút lên video, bút lên YouTube em sẽ tua lên tốc độ 1.2 lần. Thì cái khi mà các bác coi á, các bác thấy cái giọng của em nó khác thì các bác thông cảm nhé, tại vì là em úp úp cái hình nó lên, úp úp nó lên, nó chạy lên tốc độ cao 1-2 lần thì là cái tiếng của em nó sẽ khác. Đấy. Rồi. Cái này là mã, rồi. Mã số 6 nha, 1.2 nha các bác. Đấy, dây này, dây zin này. Đó, dây zin này. Dây zin đẹp nha. Rồi đồng hồ này. Rồi túi da này, rồi tặng thêm một cái chống sốc để các bác đo ngoài nha. Đấy, cái này nút vuông đó, đó. Rồi. Rồi, tiếp theo là một chiếc đồng hồ Hiuki nha các bác, rất mới. Rồi, chiếc này rất mới nha. Đấy, Hiuki model 3255 này. Đấy, chiếc này rất mới này. Chiếc này nó nằm trong cả hộp hộp luôn. Đấy, 3255 rất mới nha. Đấy, có cái cặp dây này rất chi là xịn nha. Rồi cái này nó nằm trong hộp, rồi có cái hộp da nữa này, đấy hộp da cũng rất mới này, Hiuki nha, đấy Hiuki nha. Rồi cái này là Eben này, đó cái này mã số 7 nha, 1.4 triệu nha các bác, đó 1.4 triệu này rất đẹp luôn, đó các bác mua thợ, các bác mua gia đình cái này rất đẹp, đó có bao da này rất mới, rất xịn. Rồi có cặp dây này, cặp dây này cực kỳ to luôn, đó cặp dây này. Đấy cặp dây nha. Rồi dây rất dài mềm nha. Đấy nha men này. Đó nha men nha. Đấy này. Hiuki này 19185. Đấy. Rồi đo điện là CDC 600V này. Đó giờ. To lắm cái này to. Nhưng mà cái này chỉ để đo mấy cái điện gì cho nó an toàn thôi. Chứ còn nếu mà đo mấy cái mạch điện tử thì các bác nên mua cái cặp dây của em này, đó mua cái cặp dây này, đó cặp dây này 80.000 này, đó, cắm ở đây đo nó dễ, đó cặp dây này cắm được hết, cặp này 80.000 nha, đấy, chứ cái này thì chắc là chỉ để đo điện hay cái gì mà mấy cái cần cái độ an toàn cao ấy, cách điện cao ấy, thì mình cho này thôi, chứ cần cái này mà đo mạch điện tử thì nó khó cầm các bác, đấy, là mình đo điện điện gì mà điện cao ấy, điện áp cao ấy, thì mới chắc mới dùng đến cái này thôi. Cái này em thấy nó cầm nó vướng tay. Nếu các bác nào mạch điện tử thì nó thấy nó không vướng. Đó. Còn dây thì rất đẹp nha. Đấy. Rồi máy này. Đó máy nha. Đó coi máy nha. Rồi. Đấy thấy chưa? Đấy. Nè, Hiuki này 1994 nha. Đấy 1994 á. Đây cắm ở đây đã, em tháo cho bác coi nha. Đâu rồi, đây. Đấy. Rồi. Đó, đây bên trong của nó nha. Này dùng hai cục pin 1,5V này. Đó. Rồi, điện trở này, cầu chì này. Đó cái này nó còn có cả cái gioăng kiểu như chống nước ấy, chống nước chống bụi này. Đó, gioăng bịt kín rồi. Nha. Đấy. Khi mà các bác thay pin thì các bác cứ tháo như vậy, các bác cho hai cái pin đây đó, xong rồi để nắp nó vào đấy, toàn đó đấy, cái gioăng cao su này mà để nó chống nước, chống nước chống bụi, không may mà mưa cầm như nào mà mưa vào nó chống được nước, chống nước chống bụi đó. Rồi không nắp thì các bác cứ để này, cho cái đầu trên này đấy, đầu trên vào đó nhẹ nhẹ vậy, thế nó vào đấy, bật lên này. Xong rồi xoáy này lại thôi. Đó nó có cái cao su đấy, cái giòn đó. Đó. Đó, đây, rất chắc chắn nha. Đấy này. Bật. Đấy. Rồi, để em test cho các bác. À, đâu rồi. Đây, để đây test cho dễ nha. Đó, này cắm vào đây. Đấy, này cắm vào đây. Đó. Ok chưa? Xong rồi đo. Nè mặt này nó đo, nó to lắm, cầm nó hơi khó nhưng đó các bác làm điện tử hơi khó, để em lấy
dây nó cắm vào nhỏ nhỏ test cho dễ. Đó, dây này. Mình cứ hai chát cái dây nó quen. Đấy. Dây này thì cái nào cắm hết. Đó, cắm này. Cắm này. Đấy. Test. Rồi, đó, để vậy cho các bác coi nha. Rồi, cái này nó auto điện luôn nha các bác. Đấy, các bác để như này mà các bác dí vào điện nó cũng tự nó nhận luôn. Đấy, ví dụ cho điện AC nha. Nó đang DC nha các bác, đang DC nha. Cho AC nó tự nhận luôn. Đấy, tự nó chuyển. Đấy, 231V. Này, 230. Đấy. Nha. Nó chênh lệch 1 2V mà. Hơn V. Đó. Rút ra này. Rồi mình cho điện DC này. Đó, tự nó nhận luôn. Đó, 9.7V nha. Này 1.6 này. Đấy, 1.6 nó tự vô nó tự nhận luôn nha. Đấy, nên là rất dễ. Rồi. Đó, cái này là mini vô này. Đấy. Thì để các bác làm mạch điện tử thôi. Đó, để đo ôm nha. Đo ôm thì nó cũng auto luôn. Còn mình muốn chỉnh thì mình ấn đây. Đấy, còn không cứ để auto. Đấy, chỗ này nha. Rồi. Đấy, rồi, 0.9.8 10 ôm, thấy không? Đấy, 10 ôm nha. Đó, 10 ôm thấy chưa? Rồi, con này 2K2 này. 2.17 ạ. Đấy, 2.16, 2.17 ha. Rồi con này 59.7 này. Đấy, 59.4 này. Đấy. Thấy chưa? Đó. Rất đúng nha, rất chuẩn nha các bác. Đấy, mà cũng rất dễ, cái này nó auto luôn. Đấy, tự nó auto luôn. Rồi, cái này là cái chế độ đo ôm này. Nó thông mạch này, có còi, còi bít này. Còi bít này. Đó, rất to nhá. Rồi đo tụ thì à quên, đo diode này. Đó, diode. Đấy, diode đây. Đó, ấn nó đi nó diode nha. Rồi, chiều này lên này. Chiều này không lên này. Đấy. Rồi, đó, còn đo thông mạch này, thông mạch có còi này. Đấy, kêu. Đó, rồi. Cái này thì nó rất chi là dễ sử dụng. Đấy, đây nha. Nếu các bác còn mua cái này, các bác mua thêm cái dây này 80.000 này. Đấy, các bác đo mạch cái đo cái gì cũng dễ. Còn cái này thì các bác để đo mấy cái điện áp cao. Đấy, cái này to lắm nha. Để đo cái điện áp cao gì đó thì ok này. Đấy, màu vàng nha, rất đẹp. Đấy. Rồi. Đó. Đây. Máy. Rồi, dây. Đấy. Rồi, nó có trong cái hộp này luôn nha. Mã số 7 mà chủ tư nha các bác. Đấy, cho này. Rồi, tiếp theo là mã số 8. Đây, mã số 8, một chiếc đồng hồ Sanoa. Đó, Sanoa. Model là CD731A nha. Đó, con này nó có đo tụ luôn nha. Đấy. Nó đo AC DC, nó ôm, nó diode, nó thông mạch, nó tụ này. Đo mini ampere này. Đó, rồi đo ampere này nha. Rồi nó đo được tới mắc 20 ampere nha. Đó, đây cổng này đo ampere này. Đó. Rồi đo ôm, nó thông mạch, đo diode, đo điện ở đây. Rồi, cái này đo ampere, nhưng mà các bác hạn chế đo ampere nha, tại nhiều khi các bác đo cái dòng cao á. Mình quên đo cái mấy cái dòng cao vào đây nó tránh mất uổng. Đo ampere các bác cứ mua mấy kìm ampere này. Đo là chuẩn nhất. Đấy. Rồi. Máy là dây zin nha các bác, dây zin nha, Sanoa này. Đấy, dây zin nha. Đó. Sanoa nha. Rồi, cái này có cái bao trong sóc luôn. Cái này mã số 8 là 1.6 nhá. Đấy, 1.6. Đây. Bao trong sóc. Rồi, đó, mà trung sóc này. Đấy. Đó, Martin Yamen nha. Đó, Yamen. Em tháo cho các bác coi luôn. Đấy, là dù các bác nắp pin thì cũng vậy. Nắp pin thì các bác cũng tháo này nha. Đấy. Tháo ốc này ra nha. Tháo con vít này nha. Rồi. Nhắc cái đít này ra trước. Đấy. Rồi. Rồi, vẫn còn pin zin nữa mà. Này chắc nó vẫn còn pin mạnh nên em chưa thay pin, em test thấy vẫn còn ok nên em không có thay pin. Vẫn pin zin nha. Pin zin của nó. Đấy. Rồi, máy này, mạch này, sáng chưa? Đấy, rất sáng nha. Đó, khi mà lắp vào nha, lắp vào cho bác cái lựa này, đây pin này,
nó lựa vào hai khe này nha. Đấy, các bác để vào đây này, đấy tút vào rồi vừa, thấy không? Đó vậy thôi. Rồi xoay ốc lại, rồi ok. Này nó hơi bụi tí, nhà nó bụi. Đấy, mặt lên này, đó, rút ra đây. Rồi, ok. Dây này, đó, dây zin nha. Đấy. Rồi, dây rất dài nha. Đây, dây rất dài. To nha, dây rất to. Rồi. Đấy, cổng com này, đó, cổng com này. Cổng dương này, rồi. Phải cho đây này, đây này có cái tép mà cái này nó có gì rồi, để này đi không có cái gì nữa. Rồi đấy, cái này được nha. Đấy, nhiều đồ quá rồi, không ok tí kiếm thì cho nó lên cái này nó cao này tí cho nó dễ. Rồi kiếm một góc đẹp à, đó đo điện đấy các bác. Rồi đây tắt nha, đo điện này AC DC chung một cái nha. Đó các bác đo AC thì bác chuyển đó, chuyển đây nha. Đấy chuyển AC nha. Rồi AC này, đấy rồi 231 V. Đó các bạn, 231 nha. Rồi ok chưa, đấy 231. Rồi đo DC nha, DC này các bác ấn vào đây. Rồi rồi đo cục pin nha. Đấy, pin này. Rồi, 9,7 này. Rồi, cái này này. Rồi, 1,6. Đó. Rồi, có diode ôm, diode thông mạch nha, nó ôm. Rồi. Rồi, con này 10 ôm. Đấy, đang lấy mẫu. Đó, 10 ôm, đúng 10 ôm nha. Đó, đúng 10 ôm nha. Rồi, con này 2,17 này. Đấy, 2,17 nha. Còn là 59,7 này. Đấy, 59,7, trời, chuẩn trăm trăm luôn. Nghe cái này chuẩn rất chuẩn nha các bác. Rồi, đo ôm này, đo diode này, đấy, diode này. Diode chiều lên này, rồi chiều này không lên này. Rồi, đo thông mạch có tiếng bit này. Đấy, thông mạch có tiếng bit. Thông mạch có tiếng bit thì là ví dụ em giới thiệu cho những người chưa biết nha. Ví dụ như là các bác đang có một cái dây điện như này, các bác không biết nó đứt hay là còn sống thì bác cho vào đầu đây. Rồi đầu đây đó, kêu này là cái dây không đứt ha. Đấy, ví dụ thế. Rồi nó tụ, rồi nó tụ. Đấy, cái này có tính năng nó tụ là rất nhiều, các bác cần cái này này. Rồi đó, rồi 2 mm nha. Cái này cái con tụ của em là 2 mm này, 2 mm phân này. Đấy, 2 mm nha. Rồi 2 mm. Đó, ok nha. Rồi. Đấy, rất đẹp. Chiếc đồng hồ Sanwa model CD731A nha. Đấy. Rồi, cái này là mã số 8 của chiều 6 nha các bác. Đấy, mở vào đây. Rồi, để test lâu quá. Rồi, tiếp theo là đến năm mặt kìm đây. Mặt kìm. Rồi tiếp theo là một chiếc amai kìm Hiyuki model là 3281 nha. Đấy, cái này mình bật lên cái là nó có cái model nó đây 3281 này, đó các bác quý nha. Đó, rồi nó giới thiệu bản thân nó luôn này. Đấy, các bác quý nha. Đấy, 3281 ha, không đánh đi đâu được. Rồi con này nó có tính năng này, đo ampe AC nha, đo ampe AC này, đo điện AC này, đo tần số này, đo ôm này, đo thông mạch này, đo nhiệt độ này. Đấy, rồi là so sánh những giá trị, rồi đủ, nó dùng rất nhiều tính năng. Đấy, cái này là giá trị lớn nhỏ này, rồi cái này là giữ giá trị này. Đấy, cái này rất nhiều tính năng nha. Cái này thuộc dòng cao cấp nha các bác. Đấy, cái này mã số 9 này, 1,7 triệu. Đấy, cái này cái tai của nó có hai cái tai như này, như cái dưới nó gãy rồi. Đây. Đấy, này nó gãy rồi. Nó có hai cái tai kiểu vậy, nhưng nó buộc dây ấy, nhưng này dưới nó gãy. Đó, cái này Hiyuki này. Đời 2002 này. Đó, nha ven này. Đó. Đấy.
Rồi, cái này cũng nói chung là còn đẹp mà tương đối nha các bạn. Đó. Đó, cái này có tính năng cao cấp này, DMS đấy. Con này mã số 9 triệu 7 nhá. Đấy, dây này, hộp nha. Đấy, hộp. Đấy. Máy, dây và hộp. Rồi, dây Hiuki nha. Đây. Đây nó có cả cầu chì trong luôn á. Đấy, đây nó có cầu chì trong luôn. Đây, nhà ven này. Đó, nó có cầu chì trong cái này này. Đây. Đấy, đây có cầu chì luôn. Đó, có cái cầu chì này. Để mình có lo nhầm điện thì nó cháy cái cầu chì này trước. Đó. Đây nha. Rồi. Để mà test những cái tính năng của nó. Tháo xem nào, tháo ra thì chỉ có bên ngoài thôi. Đây nó chỉ nhìn cái pin thôi. Chứ còn bên trong thì nó tháo nhiều lắm, nó liên quan nhiều thứ. Đấy, em bao nhiêu nhưng các bác không lo. Em mà nhìn thấy có sửa chữa em báo liền, mà em chưa nhìn thấy mà các bác về các bác nhìn thấy các bác cứ bảo em. Đó, thấy không? Pin này bên pin nữa này, vẫn còn pin em chưa có thay. Đấy. Rồi, lắp lại. Rồi. Rồi. Test nha các bác. Để test nó điện trước đi. Rồi, cổng quang này. Đấy. Dương này. Đây. Đấy, các bác nhìn nào. 231V nha. Rồi, để em nó điện này, nó điện. Đấy, nó điện này. Đấy, thấy không? 231 chưa? Đấy. Đây này, nó hiện lên cái tính năng để so sánh giữa các lần đo này, nút này này. Đấy, còn lại này. Lấy mẫu nó so sánh ra một cái kết quả chuẩn nhất cho mình. Đấy. Đấy, 231 nha. Rồi. Xem nào. Nó ôm. Đấy, nó ôm nha. Nó ôm này. Nó ôm này. Rồi. Đấy. Mười hai ô. Thấy em thay đây nhé, em thay đây nhé, thay đây em này. Đấy. Rồi. Thay đây. À, 11 ôm. 12. Đấy, 11. Cái này nó do cái tiếp xúc của này thôi, mình ấn chặt vô. Đấy, mình ấn chặt vô. Đấy, 10. À, nó đang lấy mẫu. Đấy, nó đang lấy mẫu. Rồi. 11. Rồi. Nó ôm. Rồi. Nó thông mạch, đấy nó tiếng bít này. Đó, tiếng bít nha, thông mạch tiếng bít này. Rồi, cái này đo nhiệt độ. Rồi, đo độ ép. Độ ôm, rồi. Đo giờ, đo ampe nha. Nói chung là, nó mới kiểm đo ampe, chủ yếu là đo ampe thôi. Còn những cái tính năng khác thì là phụ thôi. Đấy, đo ampe thì các bác ấn ở đây. Rồi, ampe. Đấy, em kẹp, đây, kẹp cái này đi. Cho nó gần. Rồi. Rồi, đó các bác nhìn nha. Nhìn hai cái này nha, đây em bè ở đây nha. Và đây nha. Còn nó có giống nhau nha. Rồi em bật cái máy nha. Ba, chín, bốn, mười. Đấy, cái này thì nó lấy cái mẫu nhỏ. Đấy. 399 là 4. Này 4.1. Máy này nó dao động khoảng 4A. Đấy. Rồi. Em cặp cái này ra. Đấy, cặp cái này. Đấy, 4 này. Ha. Cặp cái này lên 4. Đấy, 400 mấy này. Đó. Đó. Nói chung là nếu mà mình test ampe chuẩn nhất thì mình sẽ kẹp qua cái bộ test ampe này.
Còn kẹp qua dây thì nó cũng chuẩn nhưng mà nó không bằng cái này nó được chuẩn nhất đấy, tại vì nó là cái này nó làm ra để cho mình test mà, nó làm cái này nó làm ra để chủ yếu là để phục vụ công việc test test đồ đó, lại nhé. Đấy, mới làm mấy à. Rồi, ok rồi, một chiếc Amba kìm Hiyoki Monen 3201, cái này thuộc dòng cao cấp nữa đó. Rồi mã số 9 1,7 này, bao gồm máy này, dây này, hộp đó, 1,7 nha. Rồi bây giờ nó đến là cái dây này, ba chiếc đồng hồ đo điện trả cách điện đấy, đo điện trả cách điện, cái này thì bây giờ là không cần dùng đến cái bộ test này nữa rồi đấy, để em cho nó ra ngoài cho nó rộng, em dừng cái video nha các bạn. Rồi cho xuống này đó, rộng nha các bác, cái này để em zoom lại, zoom lại. Ôi nhìn nhận thấy mình lâu phết đấy. Rồi đây rồi, có thể giới thiệu các bác ba mẫu đồng hồ đo điện trả cách điện Yuki. Rồi cái này là model là 31, ui sao nó thế, cái này nó phải hơi nghiêng nên nó không nói, nhưng mà thôi em giới thiệu rồi tiêm test từng cái một thì các bác sẽ nhìn thấy chi tiết. Rồi ba cái đồng hồ đo điện trả cách điện nha, cái này model là 3110-3 này. Rồi cái này thì nó phóng được điện 500V và 100 mA đấy, để dùng cho những bác mà không cần cái điện trả cách điện cao. Rồi còn cái này cũng là Hiyoki luôn, model là 3110-5 thì cái này nó phóng điện 1000V và 2000 mA đó, đo được 2000 mA nha. Còn cái này cũng vậy, cái này thì thuộc dòng điện tử đấy, model Hiyoki 3119, cái này cũng phóng điện 1000V đấy và bao nhiêu mây nhỉ, quên rồi, để tìm qua nhé bác, không biết là 2000 hay 1000 đấy. Rồi thì bắt đầu em sẽ giới thiệu với các bác cái này trước, cái 500 này trước nha. Rồi đấy, nó ra đây rồi đấy, cái 500 đây nhá, hộp này, hộp rất đẹp nha. Đấy hộp này, cái này hộp dây này, hộp máy này. Rồi cái này mã số 10 nhá, 900k nhá các bác. Đấy 900k mã số 10, máy đo điện trả cái điện đấy, dây đeo này, hộp da rất xịn sò nha, hộp zin của nó nha. Đấy nha bên này, đấy hộp zin nha. Rồi dây, dây này đó, dây của nó nha, dây rất mềm nha, rất mềm. Rồi máy, rồi tháo máy luôn đó. Rồi máy, máy rất đẹp nha đó, máy này năm này, model này bây giờ các bác mình nhìn thấy này. Đấy, model này 3110-03 đó. Rồi phóng được điện 500V rồi 1000 mA, à quên 100 mA nha. Đấy rồi để em tháo tháo cho bác coi nha, tháo tháo phần pin đi thôi chứ còn phần máy này như này. Đấy, tháo lâu lắm. Rồi em cũng tháo một cái nha, em bao zin luôn, bao zin các bác không lo, em sẽ tháo một cái để bác coi, tiêu tháo cái này nha, tháo cái này nghỉ mua cho nó. Rồi, còn các bác mua thì các bác cứ yêu cầu em tháo thì em sẽ tháo cho bác coi. Đấy rồi đấy, cái này là cái để pin này, này lắp pin này. Rồi nó lắp pin nha, này cũng lắp pin nè. Lấy pin này, pin này này, nó dùng táo cục pin luôn, nó cầm cái bút cục vàng để em đi lấy pin. Rồi em lắp pin nha các bác. Đó lắp pin thì pin này các bác cứ theo chiều âm dương thôi. Đấy dương âm này, âm dương nha. Đấy âm dương, rồi cứ âm dương lắp thôi, đúng chiều rồi. Rồi lắp xong thì các bác đặt nó vào đấy nha, đặt nó vào này, đấy đặt vào này, rồi đặt luôn này. Đấy đấy như thế là xong đó ha, lại lại lắp lại rồi xoáy lại thôi đó. Rồi ok chưa, rồi đấy
Xong rồi thì các bác cái nắp dây này, nắp dây nha. Đó, âm dương này. Rồi, đây là dây đen âm này, âm này. Đấy, đỏ này, đỏ này nhé. Rồi. Đấy. Xong rồi các bác test pin nha. Các bác trọt cái này vào đây. Còn cái cổng này, đấy. Nó báo lên cái chữ B này này, đó là pin còn tốt nhá. Đấy, này, lại nhá. Đây. Đó, báo một cái vạch đen B này, đấy là ok này. Rồi. Bây giờ là nói chung cái này thì test thì cũng đơn giản thôi. Đó thì bây giờ bình thường thì các bác sẽ cho đúng rồi, quên, bây giờ mới dùng mấy cái đồng hồ. Đây, thì em sẽ lấy cái đồng hồ này. Đấy. Bật này, nó phóng điện rồi cho các bác coi. Đây. Đấy, để bên này nha. Rồi, kẹp vào. Đấy, kẹp này. Rồi. Đấy, thì các bác sẽ dí vào đây. Rồi, nó sẽ phóng điện. Phóng lên 500V. Đấy, các bác nhìn đồng hồ này, nó sẽ lên 500V nha. Đấy. Và cái nó sẽ báo cái điện trả cách điện của cái đồng hồ này, ví dụ như là 10 mA chẳng hạn. Đấy nha. Không nhìn được. Xem. Nó bị nói chứ. Để em dừng lại em chỉnh cái góc nha các bác. Rồi đấy, những cái góc này để các bác thuận lợi nhìn những cái này và những cái này. Đấy thì bình thường nó sẽ kẹp một cái vào đây, rồi còn cái mình sẽ chọc vào cái dây chẳng hạn, ví dụ như cái này. Không, các bác ấn cái này nha. Đấy, ấn này. Đấy, thấy không? Đó, thấy nó phóng điện lên 522V nha. Rồi điện trở cách điện của cái đồng hồ này là 10 mA nha. Đấy là các bác ấn. Thế còn cái thứ hai các bác không cần ấn, các bác gạt cái này lên. Đấy là nó giữ luôn rồi. Rồi giờ các bác cặp đông nó hết. Đấy, đây này nha. Rồi. Đó, 516V. Thấy không? Phóng điện 516V. Rồi điện trả cách điện của đồng hồ là 10 mA nha. Rồi lại nha. Đó vậy thôi. Rồi, ok tắt đi. Xả. Đấy. Thì nói chung là cái đồng hồ điện trả cách điện này nó tính năng của nó cũng chỉ là đo điện trả cách điện động cơ, rồi là các bác làm điện của chung cư nào kia thì các bác đo để xem dây nó cách điện như nào thế thôi. Thì đấy, xong tháo này này. Đấy nó đơn giản vậy thôi. Mấy cái này thì nó đơn giản. Còn cái điện tử nó có thêm mấy cái tính năng. Đấy. Rồi, cái này thì em test xong nhé các bác. Đấy, cái này là đâu rồi? Đây. Cái này là mã số 10 900K nha. Ờ 900K để qua bên. Đấy, test cái kia. Rồi. Rồi, tiếp theo là cái này. Đấy. Cái này mã 11. 11. Rồi. Và trong cái hộp cũng rất đẹp luôn. Đấy, đây là mã 11. Mã 11 là 1.6 triệu nha các bác. Đấy, hộp đẹp luôn. Rất đẹp. Đấy. Rồi, dây đây. Đấy, dây của nó đây nha. À, để em cho nó nhỏ lại đã. Rồi. Máy. Rồi, máy đây. Đấy, máy cái này cho qua bên. Rồi. Đó. Mã số 11 là một chiếc đồng hồ đo điện trả cách điện Hiyuki nha. Model này 3110-05. Đấy, -05 nha. Đó, các bác quay vòng này. 3110-05. Đời 1954 nha. Đấy, số lô này. Rồi, ok nha. Giao bên này đây nha. Đó. Rồi, cái này thì nó đo được, nó phóng được điện 1000V nha. Phóng 1000V này. 2000 mA. Đó, 1000V, 2000 mA nha. Có chiếc tàu băng là không kim chất lượng cao ở đây này. Đó. Rồi em tháo cái này thì em tháo mình. Rồi em để cái máy này em tháo luôn nha các bác. Tháo để các bác coi luôn. Đấy pin này. Pin lắp sẵn rồi. Để em dừng cái hình lại nha các bác. Rồi ốc ác để đây. Rồi thấy bên trong nha các bác. Rồi bên trong của nó này. Đó, zin nguyên nha. Ui, mới giật. Mới nhắc chặt rồi.
đấy, rất mới nha. Ở bên trong của nó thì chỉ vậy thôi, máy nó để trả tiền điện vậy thôi, nó còn là 1000V này đấy. Mạch cũng đẹp chưa, xanh mà đẹp lắm, nó nhìn mạch rất đẹp nha. Đấy, bây giờ lắp lại nha, lắp lại cái bài gạt này như này đấy. Rồi mới cho nó vào được. Đấy, nữa nó vào rồi, ok đấy, xoay ốc. Rồi tạm vậy đi, đó lắp pin nha. Rồi lắp pin này, đó lắp pin này, rồi dây này, dây zin này, dây đẹp chưa đấy, dây rất đẹp. Rồi đen này đấy, đỏ này đó. Cái này thì cũng đóng cái hồi nãy các bác cũng test pin, các bác lấy cái này chọc vào đây đấy, nó lên lên là chữ B này là tốt này, nó có còi báo thì tít tít báo nhỏ nhỏ. Rồi để vào cái góc này nó không lóa này, bị cảm cúm à. Đây đấy, trò nó rất nét nha. Rồi em phóng điện nha các bác. Đấy, cái này thì mình em phóng điện lên được có 600 mấy chục V này, chắc là kiểu như là phải dùng nguồn đó, thì nó mới đập lên 1000V sao đây nhá. Rồi phóng này, nó lên có 680V rồi, 687V đấy, điện trả cái điện đồng hồ vẫn là 10 mA nha. Đấy, lên có 687 rồi. Đó, DC nha. Đấy, cái này thì nó có cái cổng nguồn DC này, chắc là cái pin này là nó không đủ để phóng được 1000V hay sao. Đó, để em coi thêm cái này nha các bác. Đấy, coi thêm này nha. Rồi, em cho sang cái kia nha. Đó. Rồi, tiếp theo nha, cái là một cuối cùng rồi. Em sợ đang đăng kịp video rồi. Này đang là thế nào. Đấy, này nhiều cuộc gọi nữa các bạn. Bây giờ là 5 giờ rồi. Này 5 giờ, 5 giờ 7 rưỡi lên thì chắc sợ không kịp video rồi. Đó. Rồi, em sẽ test cái này nhanh nhé các bạn. Đấy, em đây, dây của nó này. Đó, dây nha. Rồi. Đó, máy này. Cái này là mã số 12 nha, 2 triệu. Cái này là điện tử nha. Đây là mấy cái keo nó dính rồi. Cái hộp này. Hộp rất đẹp nha. Rồi. Mã 12 nha. Đó, cái này là Hiuki nha. Hiuki này, model 3119 này. Đấy. Cái này nó phóng điện 1000V nha. Đó. 1000V. Rồi. Xem nào. 1000 mA. 1000 mA nha các bác. 250V thì 20 mA này, 500V thì 500 mA này, 1000V là 1000 mA nha. Đó, cái này nó có 1000V và 1000 mA nha. Đó. Ok chưa? Rồi. Để em đây, em lắp vào. Cái này. Đây, để em tháo bên ngoài nha. Bên trong thì lâu lắm. Các bác mua các bác yêu cầu xem bên trong thì em sẽ tháo bên trong cho bác. Đấy, cái này. Còn tháo bên ngoài có mấy cục pin thôi, để các bác biết pin nó nằm ở đâu rồi. Đó, 1 2 3 4 5 6 cục pin đấy. Rồi Yuki này, cho bạn này đời 1996 nha. Đó. Rồi, đó này. Rồi. Rồi kết nối dây âm này, dương cắm đây nha. Đấy, cắm đây. Nói chung nó chỉ có hai cổng nên không cắm nhầm được. Cũng muốn cắm nhầm không cắm được. Đó. Rồi, để kết nối với đồng hồ nha. Rồi, bật điện 250V này. Đó, phóng nha. Đấy, 266V. Thấy không? Rồi, điện trả cái điện vào đồng hồ là
9,9m nha. Rồi phóng 500V. Đấy, 526V nha. Rồi phóng 1000V. Đấy. Ôi, ôi là quá rồi. Cái này nó phóng 1000V nhưng lên quá 1000V rồi. Cái đồng hồ của em là nó đo được điện DC tới 1000V thôi. Này nó quá 1000V rồi, nó báo lỗi rồi. OL rồi nha. Đó các bác nha. Rồi. Đấy, sẽ điện. Cái này nó có cả cái bật đèn nhá. Đấy, bật đèn đây này. Đó, bật này. Tí tự tắt luôn. Đấy, cái này đo điện AC này. Đấy, ví dụ mình đo điện thì mình cắm vào điện, đo điện đấy nha. Khi đo điện thì được bấm này nha. Đó, thì đo thôi. Đó. Rồi, cái này tại cái này của em ấy, thì nó chỉ có được tới 1000V thôi và nó phóng hơn 1000V nên là nó báo lỗi. Đấy. Thì cái video test đồ giá của em đến đây là hết rồi nha các bác. Các bác coi cho em xin một like, đăng ký kênh, chia sẻ nhé. Rồi giờ em úp cái này lên cho kịp thời, không có sợ không kịp thời gian, hôm nay lịch nên sóng. Rồi em chào các bác nha. Đấy.